Chào mừng anh em đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Trong tháng 10 này, mình sẽ tiếp tục gửi đến khán giả yêu âm nhạc những intro style mới nhất trên cây Kettleman K350. Trong tập lần này, Minh Phụng sẽ giới thiệu giai điệu Max hành khúc thích hợp để chơi những bản nhạc mang sắc màu hào hùng vẻ vang về đời người lính trong những năm tháng khói lửa giải phóng đất nước, như năm anh em trên một chiếc xe tăng tiểu đoàn 307. Mời các bạn thưởng thức ca khúc Hát mãi khúc quân hành và Bác đang cùng chúng cháu hành quân, được biểu diễn bởi Huy Keyboard. Với 6 tỷ. Cái gì giáp anh ạ? À nhầm, 6.950.000. Bạn đã sở hữu cây đàn organ Kettleman K350 với đầy đủ các tính năng phục vụ từ học tập tới chuyên nghiệp và luôn được cập nhật những giai điệu mới nhất trên thị trường. Hãy đến ngay các showroom của Minh Phụng Music, 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình để tậu ngay một em về thôi nào. Chắc chắn sẽ vượt hơn cả sự mong đợi của bạn. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Nếu có thắc mắc, các bạn hãy để lại comment hoặc liên hệ hotline Minh Phụng Music 0919 768606. Hãy like, share, subscribe để tụi mình có nhiều động lực để tạo ra những video hữu ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.